Cảnh giác với chiêu trò của RFA tung hô cái gọi là dân tộc bản địa. Tại Geneva, trong khuôn khổ khóa họp lần thứ 57 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Thụy Sĩ, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về quyền phát triển, ông Surya Deva, ngày 18 tháng 9 năm 2024, đã có phiên đối thoại với các nước về các hoạt động của mình trong năm vừa qua. Phát biểu tại phiên đối thoại, Đại sứ Mai Phan Dũng, trưởng phái đoàn thường trực của Việt Nam tại Geneva, khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam trong thúc đẩy và bảo vệ quyền con người bao gồm quyền phát triển. Việt Nam luôn đặt con người vào trung tâm của mọi chiến lược phát triển với tư cách là chủ thể, động lực và người thụ hưởng. Việt Nam không hy sinh môi trường để phát triển kinh tế. Trong chuyến thăm Việt Nam từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 11 năm 2023, báo cáo viên đặc biệt về quyền phát triển đã khẳng định đã chứng kiến những tiến bộ ấn tượng của Việt Nam trong phát triển kinh tế, triển khai các chương trình an sinh xã hội. Ông Surya Deva cũng khẳng định Việt Nam đã có những tiến triển đáng kể trong thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững trong nhiều lĩnh vực như xóa đói giảm nghèo, tiếp cận nước sạch và vệ sinh, phát triển hạ tầng, có khả năng chống chịu và tăng cường đổi mới sáng tạo. Ông Surya Deva cũng đánh giá cao cách tiếp cận giảm nghèo đa chiều của chính phủ Việt Nam. Thế nhưng vừa rồi RFA lại tung ra bài viết báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc quan ngại việc chính phủ Việt Nam không thừa nhận khái niệm người bản địa. Sau một màn xuyên tạc bịa đặt như thường lệ, nào là nhiều người thuộc nhóm dân tộc thiểu số không được cấp thẻ căn cước công dân, chứng minh thư nhân dân, do vậy họ không thể tiếp cận được các dịch vụ công. Việc áp dụng luật không công bằng giữa người dân và quan chức, thì RFA còn cho rằng cần cho phép người dân tộc thiểu số tự nhận mình là người bản địa. Cần khẳng định ngay rằng, luận điệu này của RFA hay bất cứ một tổ chức cá nhân nào thì Việt Nam cũng không thể chấp nhận. Ở Việt Nam không có dân tộc bản địa. Ngày 13 tháng 9 năm 2007, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết 61-295, tuyên ngôn về quyền của các dân tộc bản địa với 46 điều, trong đó cụm từ dân tộc bản địa được dịch từ văn bản gốc của Liên Hợp Quốc, Indigenous Peoples, dân tộc bản địa hay dân tộc bản xứ, thuật ngữ dân tộc bản địa xuất hiện cùng với quá trình tìm kiếm thị trường, truyền bá tôn giáo và xâm nhập thuộc địa từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19 của các nước tư bản châu Âu đối với các quốc gia ở châu Á, châu Phi và khu vực Mỹ Latin. Cũng như nhiều quốc gia trên thế giới và trong khu vực, Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc. Tuy có nguồn gốc lịch sử, phong tục tập quán riêng, cư trú ở Việt Nam vào những thời gian khác nhau, nhưng các dân tộc đã chung sống hài hòa và phân bố rộng khắp từ miền Bắc đến miền Nam, từ đồng bằng đến miền núi, từ biên giới đến hải đảo. Các dân tộc cư trú xen kẽ, không có dân tộc nào hoàn toàn tách riêng về mặt địa lý. Điều này đã làm cho sự hòa hợp trở thành đặc điểm lịch sử, văn hóa, tạo điều kiện thuận lợi để các dân tộc, dù đa số hay thiểu số, cùng phát triển trên cơ sở bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Ở Việt Nam, thuật ngữ dân tộc bản địa gắn liền với các thời kỳ nước ta bị đô hộ xâm lược, thời kỳ Pháp thuộc tên nước Việt Nam bị xóa trên bản đồ thế giới, bị chia cắt thành ba kỳ trong xứ Đông Dương thuộc Pháp. Thuật ngữ người bản xứ hoặc người bản địa được dùng để chỉ tất cả các cộng đồng dân tộc Việt Nam, kể cả người Kinh và các dân tộc thiểu số. Khi ấy, người dân nước ta không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giàu nghèo, trí thức hay lao động chân tay, đều bị gọi chung bằng cái tên miệt thị Annamite. Như vậy, khái niệm người bản xứ hoặc người bản địa chỉ mới xuất hiện ở Việt Nam từ khi Việt Nam trở thành thuộc địa của chủ nghĩa thực dân và nó chỉ tồn tại với chế độ đó mà thôi. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời, người dân Việt Nam làm chủ đất nước của mình, không còn là dân bản địa hay bản xứ nữa. Thay vào đó là khái niệm quyền công dân, là quyền của tất cả mọi người Việt Nam, không phân biệt dân tộc thiểu số hay đa số. Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa năm 1946, điều 6 quy định. Tất cả công dân Việt Nam đều ngang quyền về mọi phương diện chính trị, kinh tế, văn hóa. Sau khi nghị quyết 61-295 của Liên Hợp Quốc ra đời, ngày 22 tháng 9 năm 2012 tại North California, Hoa Kỳ, ba tổ chức phản động lưu vong là Hội đồng Dân tộc Thượng, Hội đồng Tối cao Campuchia Krom, Hội đồng Phát triển Văn hóa Xã hội Champa đã thống nhất thành lập một liên minh đấu tranh cho các dân tộc bản địa Việt Nam với tên gọi là Hội đồng Tối cao các dân tộc bản địa Việt Nam ngày nay, tên viết tiếng Anh là The Supreme Council in Indigenous Peoples of Today's Vietnam, hay SCIPTVN, thể hiện rõ âm mưu thâm độc qua việc xác định ba mục tiêu chính là: một, kêu gọi chính phủ Việt Nam phải công nhận dân tộc thượng Campuchia Krom và Cham là dân tộc bản địa; hai, yêu cầu chính phủ Việt Nam phải thực thi những điều khoản nêu trong tuyên ngôn về quyền của các dân tộc bản địa mà chính phủ Việt Nam đã ký kết; ba, kêu gọi các tổ chức của Liên Hợp Quốc đóng vai trò tích cực trong cuộc vận động đấu tranh cho SCIPTVN phù hợp với tuyên ngôn về quyền của các dân tộc bản địa của Liên Hợp Quốc.
Như vậy có thể thấy rõ âm mưu của các tổ chức phản động lưu vong đòi chính phủ Việt Nam công nhận các dân tộc Chăm, Khmer và các dân tộc thiểu số tại chỗ Tây Nguyên là dân tộc bản địa, không xuất phát từ lợi ích của đồng bào các dân tộc thiểu số mà xuất phát từ mưu đồ phá hoại khối đại đoàn kết của các dân tộc, chia cắt sự thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Việc các thế lực xấu bên ngoài đòi Việt Nam công nhận vấn đề dân tộc bản địa là âm mưu chính trị hết sức nguy hiểm. Mục đích của chúng là chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, vu cáo Đảng và Nhà nước Việt Nam không quan tâm tới đồng bào các dân tộc thiểu số, từ đó kích động tư tưởng ly khai, tự trị, đòi thành lập nhà nước riêng như cái gọi là Vương quốc Mông ở Tây Bắc, nhà nước Đề Ga ở Tây Nguyên và nhà nước Khmer Krom ở Tây Nam Bộ. Vấn đề dân tộc bản địa gắn liền với quyền dân tộc tự quyết. Nếu như một khi Việt Nam thừa nhận có dân tộc bản địa thì ngay lập tức các thế lực thù địch sẽ kích động các dân tộc sử dụng quyền dân tộc tự quyết để thành lập một quốc gia độc lập. Nghị quyết 2625 năm 1970 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về những nguyên tắc của luật quốc tế, trong đó có nguyên tắc tự quyết của các dân tộc. Chính vì vậy, tất cả chúng ta cần hết sức tỉnh táo nhận diện, đấu tranh trước mưu đồ chính trị đòi thừa nhận dân tộc bản địa để chia rẽ chống phá của các thế lực thù địch phản động. Thực tế lịch sử đã chứng minh, ở Việt Nam không có dân tộc bản địa, sự hình thành, tồn tại, thống nhất và phát triển của các quốc gia gắn liền với sự tồn tại và phát triển trong sự đa dạng và phong phú của các dân tộc. Trong suốt quá trình lịch sử, xu hướng chủ đạo, hợp quy luật là hòa hợp, thống nhất, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau giữa các dân tộc. Đoàn kết là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình dựng nước và giữ nước của Việt Nam, đó là điều khẳng định. Những gì RFA nêu trong bài viết là hoàn toàn xuyên tạc, quy chụp nhằm công kích, chống phá nhà nước Việt Nam. Mọi người cần cảnh giác.